Hi, xin chào anh em, tôi Sợi Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cây súng rất là hot của hãng ENC. Đó là cây HK G28. G28 thì trước đây thì chỉ có thằng VFC sản xuất hai phiên bản là phiên bản AIG và phiên bản GBBR. Thì hai phiên bản đấy là hai phiên bản khá là độc và cũng rất là đắt luôn. Đấy. Và hiện tại thì gần như là nó không sản xuất rồi. Không sản xuất mấy năm nay và hàng nó thành hiếm luôn. Nhưng mà thằng EAC thì nó lại mới sản xuất cái mẫu này. Đấy. Đây là cái G28. Ai mà thích dòng DMR rất thích cây này. Nó có những cái rất là hay, đặc biệt là cái mouse scope này. Đấy, cái chân đế scope này rất đặc biệt. Về nước sơn thì mình sẽ đánh giá con này, mình thì chưa lô này, nó mới về, mình cũng chưa nhập cây nào về cả. Nhưng mà G28 thì nó sẽ phát triển dựa trên HK416A5 và 416A5 của EAC, họ làm khá là ngon. Đấy, rất ngon, nước sơn rồi ráp rủng các thứ rất đẹp. Mà EAC thì giá nó chỉ hơn chục thôi. Còn G28 của VFC dù là bản AIG hay bản GBBR thì nó cũng phải trên 30, gần như nó gấp 3 lần. Thì tại sao mà EC làm giá rẻ như vậy? Bởi vì là nó cũng dựa, bởi vì là trước đây ấy, lô trước ấy, nó ra cái dòng HK417 đây này. Đâu nhỉ? Đây này, 417 đây. Đấy. Bạn thấy 417 và con G28 nó rất là giống nhau. Đấy. Khác cái ráp, thì khác cái ráp. Rồi body, nhưng mà nói chung là cái body này thì là gần như giống nhau. Thế nên khi mà nó thay đổi một chút là nó sẽ ra cái G28 này thôi. Đây là những hình ảnh của shop bên kia, họ chụp. Nó có một cái ráp rất là dài. Ráp này như là 16 inch hay 20 inch đấy, mình không nhớ lắm, 16 inch hay 20 inch đấy. Thường anh em là cây 13,5 inch ráp, 12,3 inch đã dài rồi, nhưng còn tới 16 inch, 16 với 20 inch thì khá là ghê. Chiều dài cây súng đây là 16 inch, ráp là 16 inch, chiều dài của nó là 1 mét khi thu báng và kéo stock ra là 1080mm đây, con số đây. Đấy. Sử dụng gearbox V2 có QD, có nghĩa là thay nó so nhanh ấy, FPS là 390 FPS, nặng là 3,8 kg, có chức năng là semi full auto. EAC thì made in China, nhưng mà anh em phải hiểu là cái hãng này của Hồng Kông, và Hồng Kông nó vẫn phải ghi là made in China, chứ còn ở Trung Quốc họ cấm tuyệt đối không buôn bán sử dụng airsoft, tuyệt đối nha. Nên anh em đừng có nghĩ đây là hàng tàu, hàng giá rẻ, hàng cùi. Đấy, anh em phải hiểu vậy. Chỉ có Hồng Kông mới được sản xuất buôn bán. Và Hồng Kông và Trung Quốc, thì nó là một Trung Quốc vậy. Nhưng mà Hồng Kông gần như luật pháp của nó lại khác với Trung Quốc rất nhiều. Đấy, và bên kia thì lại là Đài Loan, kinh đô của Airsoft thế giới. Đấy, để mình chia sẻ. Đấy là cái mình giải thích cho các bạn cái vấn đề là made in China. Và cái nhà máy của EAC nó cũng đặt ở Trung Quốc. Tại vì cái Hồng Kông nó bé tí, nó đặt nhà máy làm gì đâu. Đấy. Thằng Trung Quốc nó chỉ biết sản xuất và nó xuất trong Hồng Kông xuất đi khắp nơi trên thế giới. Rồi bây giờ là quay lại với cây súng. Cái đầu lúc vừa là mình sẽ nói là cái phần mouse scope này rất là đẹp, đúng không? Rất đẹp, nó rất là độc lạ. Đấy, trên đây có thể lắp thêm cái red dot nữa. Và cái rát này nhìn nó cũng khá là hay. Rất đẹp đúng không anh em? Cái màu này nó sẽ là màu vàng ánh cát. Nó sẽ có những cái ánh cát nó long lanh lên. Đấy, đây này. Đấy. Rất đẹp. Như anh em nào mà xem clip mình review về HK416 của EAC hay là của VFC thì anh em sẽ thấy là cái nước sơn này rất rất đẹp. Nói nữa là cái băng đạn, nó hình viên đạn này thì nhiều anh em bảo trông nó nhựa giả chân, nhưng mà thực sự ra con là G28 này ấy, G28
G28 này nó sử dụng băng đạn như thế. Đây, mình sẽ HK G28 cho anh em xem. Đây, phiên bản trung thật. Nó như này. Sau khi lên đồ, cái stock này, scope này, băng đạn này, đặc biệt cái băng đạn này. Và đặc biệt là lắp thêm cái giảm thanh, chân trống, tay cầm. Đấy, nó phải lên nguyên bộ này, nhìn nó mới ngầu. Rồi, lại quay lại cái súng của chúng ta. Cái màu thực tế nó sẽ đậm hơn một chút nhé anh em nhé. Màu thực tế nó sẽ đậm hơn một chút. Đây là do ảnh nó xốp, nó chụp nó sẽ hơi sáng. Đấy, đây là cái phần hốp áp đây. Hốp áp màu xanh xanh. Gearbox với 2, Gen 3 nó vậy. Đấy, nhìn anh em sẽ thấy các cái đường khắc CNC. Đấy, ở trên súng và ngay cả cái mouse scope nó cũng khắc CNC. Nhìn khá đẹp. Đấy. Hốp áp chỉnh như đây, màu xanh xanh đây. 390 FPS thì nếu anh em nào sưu tầm thì thôi kệ thì cũng được, chẳng quan tâm. Nhưng nếu anh em nào thích bắn DMR thì chắc chắn sẽ phải nâng cấp lên tầm khoảng 450-500. Đây là cái phần thước ngắm. Nó sẽ gập lên gập xuống này, giống như dòng A5 AK46A5. Tất nhiên con này thì kiểu gì nắp scope rồi, chứ không ai nắp ngắm cơ bản này nữa. Đặc biệt cái sợi tốc anh em thấy không, nó còn có thể vặn ra để cho nó tăng thêm kích thước để tì vai cho nó cho nó phù hợp. Đây có cả logo của HK luôn. Nhìn chung thì EC làm phiên bản này giá là 1x triệu, vậy là hơn, nó cũng khá là cao so với các bản EC khác, nhưng mà những cái gì nó mang lại thì nó cũng rất là ok luôn, rất là chất và độc đẹp. Đây là mình khẳng định luôn, những ai mà thích những dòng DMR dài kiểu này thì EC nó ra cái bản này là rất hợp lý luôn, giá nó cực kỳ hợp lý luôn, nó rẻ bằng phân nửa của con G28 này, của con G28 này. Nhưng mà VFC nào, các bạn thấy có hợp lý không? VFC nếu AEG nó cũng bây giờ nó phải trên 30 rồi. Đấy, còn GBBR thì chắc chắn là sẽ cao hơn con số trên 30 rất nhiều rồi. Đấy, mà không có mà mua, mà nếu mua khi mua phải hàng tồn, hàng sưu tầm đẩy ra. Còn đây EAC là mới cứng luôn. Nó có phiên bản màu đen nữa. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là màu tan sẽ là cái màu mà nhiều anh em thích, tại vì nó là cái như kiểu là cái màu đặc trưng của dòng G28 này. Đấy. G28. Rồi ok, hôm nay chỉ mình chỉ giới thiệu với anh em về cây G28 này thôi. Đấy. G28 với mã là EC204. Bản 16 inch, RAT 16 inch. Nặng 3,8 kg mà full đồ lên nữa, nắp thêm scope hình tinh nữa, bây giờ tầm 4,5 kg, gần 5 cân. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em. Anh em nào order thì liên hệ mình nhá.